Mới đây, nhiều người dành sự chú ý tới hai bức ảnh được đăng trên trang fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia cùng nội dung cuộc hội ngộ giữa Olympia và các quán quân. Bạn nhận ra bao nhiêu nhà vô địch trong bức ảnh này? Nổi bật lên ở hai bức ảnh không chỉ là những người đã và đang khăng khít với Olympia như nhà báo Tạ Bích Loan, Ngọc Huy, mà còn có sự góp mặt của những quán quân Olympia các mùa như Phan Mạnh Tân năm thứ 2, Đỗ Lâm Hoàng năm thứ 5, Lê Vũ Hoàng năm thứ 6, Phan Minh Đức năm 10, Văn Viết Đức năm 15 và Hồ Đắc Anh Chân năm 16. Đây là cuộc gặp gỡ mặt khác biệt được tổ chức ở Australia, đất nước 15 chi 17 quán quân đang sinh sống, làm việc và học tập. Cuộc hội ngộ giữa các cựu quán quân Olympia tại Australia. Ảnh, fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự niềm nở từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự yêu thương tới các cựu quán quân, khen ngợi họ là niềm tự hào của đất nước. M. Ca bình luận, những thần tượng của tôi. Chỉ mong ước được một phần thành đạt như các anh chị. Anh Thanh Chương, niềm tự hào xứ Huế, là bình luận của nợ. À. Hờ. Bờ viết, mình rất thích xem chương trình Olympia, sau nhiều năm, những quán quân đều trưởng thành. Mỗi người một quan điểm, có người chọn ở lại xứ người, người trở về Việt Nam, người sẵn sàng lên đường đi du học. Nhưng dù ở đâu, họ vẫn luôn là những người xuất sắc nhất và góp sức cho nền tri thức quả theo cách của riêng mình. Hiện bức ảnh này vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý, nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Trong số 19 nhà vô địch Olympia, Nguyễn Hoàng Cường năm 18 và Trần Thế Trung năm 19 chưa đi du học. 16 chi 17 nhà vô địch còn lại, với suất học bổng toàn phần cho 4 năm, họ đều chọn Đại học Kỹ thuật Queen Bernie, Australia. Riêng Lương Phương Thảo năm 3 lựa chọn Đại học Monash, Australia. Hiện chỉ có Lương Phương Thảo trở về nước làm việc. Lê Viết Hà năm 7, sau khi trở về nước đã quay lại Australia hoàn thành bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Deakin.